Xin chào tất cả các em lại đến với kênh MUBGB và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 14 tây tháng 5 năm 2019 nha. Đầu tiên chị xin cảm ơn Nguyễn Thị Phương Uyên đã ủng hộ chị đơn hàng 273.000. Tên và đầu tiên sẽ là bộ đồ chơi chó gắp xương 190.000 đồng nha. Nó chơi rất là vui luôn ha. Nè, đó bạn đó bỏ xương ở đây ha, xong rồi các em nhẹ nhàng gắp theo những cái lá thăm mà mình bóc được như thế này. Đó, rồi khi nào mà gắp chúng một cái gì đó hả, cái con chó nó sẽ bật dậy, trời ơi, hết hồn luôn nha. 190.000 đồng trò chơi tập thể rất là vui luôn. Tiếp theo là có hai chai xịt tuyết sinh nhật Happy Birthday to you, xịt tuyết ra bông rất là đẹp luôn, 15.000 đồng một chai nha. Rồi đến là hũ keo sữa 15.000, bịch Borat 5.000. Tiếp theo xin chào bé Nguyễn Ngọc Diệp đã ủng hộ chị đơn hàng 92.000, cảm ơn em. Đầu tiên sẽ là bịch tiền 2.000 đồng. Wow, và có cả cây bút chì dẻo rất là dễ thương 5.000. Chiếc nhẫn hình chữ A 3.000 và viên kẹo Milu 2.000. Có chai hồ 2.000 và cái huy hiệu BTS 5.000 đồng nữa nè. Wow, và đây còn có là viên kẹo ship muội rất là thơm ngon nha. Đây, chỉ có 3.000 một viên. Ten ten, và có cả bịch chén 5.000 đồng ha. Có rất là nhiều chén, muỗng, nĩa, ly, đồ vân vân luôn. Rất là đẹp, 5.000 nhiều ơi là nhiều. Rồi còn có là một hình dáng BTS 10.000 đồng, cũng như là cây bút BTS 5.000 và một cây bút BTS 10.000 nữa nè, bút quạt đó, dễ thương chưa. Và bây giờ là đơn hàng của Tuyền Thị Đông Anh 102.000, xin cảm ơn em. Đầu tiên sẽ là hai cái lắc chuông đó, hình của bé gấu và bé ếch rất là dễ thương, mỗi bé là 15.000. Rồi tiếp theo thì sẽ có là một dây chuyền BTS và một dây chuyền Blackpink nha, mỗi dây chuyền là 15.000. Còn có là hũ kiều sữa 4.000 và bịch Borat 5.000 nữa. Tiếp theo là đơn hàng của Vũ Phước An 60.000 đồng nha. Làm slam 30.000 đồng, 12 món nè các em, ở trong này ha, có rất là nhiều đồ chơi luôn. Làm được 5 loại slam lận. Lê Thảo My ơi, đã đến đơn hàng của Lê Thảo My rồi. Chị xin cảm ơn Thảo My đã ủng hộ chị đơn hàng 107.000 nha. Wow, đầu tiên sẽ là một combo kẹo rất là thơm ngon, nhiều kẹo ở trong đây lắm luôn, 20.000 đồng. Và đây, một sổ tay mini hình Pichu Pichu rất là dễ thương, 6.000. Và một em gấu bông BT 21 nha, gấu bông BT 21 nè, phần lông rất là mềm luôn, 30.000 đồng. Tinh to và có bịch tép xét 3.000 đồng, cũng như là một cái vali hình của bé heo Peppa Pig nha, 15.000 đồng, dễ thương chưa. Và bây giờ là đơn hàng của Nguyễn Thị Tư 163.000, chị xin cảm ơn Nguyễn Thị Tư đã ủng hộ shop. Wow, và đây là một cái nón tai thỏ Minion, rất là dễ thương, phần lông rất là mềm mại, hãy xem đây. Xin chào mọi người. Bỏ tay tôi ra, bỏ tay tôi ra. Chiu 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 chiu, trời ơi. Buồn quá. Tiếp theo là đơn hàng của Thanh Sang 217.000 đồng. Chị xin cảm ơn Thanh Sang đã ủng hộ shop nha. Và đầu tiên sẽ là một cái quạt Blackpink. Đây, quạt Blackpink 20.000 đồng ha, hết sức là dễ thương và đẹp. Rồi đến là cái khẩu trang Blackpink nha. Đây các em xem nè, vải rất là chắc chắn luôn, 15.000. Yeah, và đơn hàng còn có cái túi mặt cười nữa nè, có cái nơ ở đây nha, 49.000 ha, rất là đẹp luôn, màu hồng nha. Các em xem nè, đó bên trong nó còn có dây đeo chéo nữa, hết sức là dễ thương, chỉ có là 49.000 đồng thôi. Yeah, và còn có một cái trứng lười gà Detama hình bé chó ở bên trong nè, rất là mềm luôn, 20.000 đồng, bé chó Quixi nha. Tiếp theo thì là cái túi sách chú gấu Pua. Đây, chú gấu Pua rất là dễ thương luôn nha. Và cái túi này các em xem nè, ở đây thì mình có một cái ngăn, rồi ở đây thì mình lại có thêm một cái ngăn nữa nha. Rồi dây á, thì các em xem ở đây là mình có một cái dây để sách nè ha. Và còn có kèm theo ha, là cái dây này nè, để cho mình nếu như mình thích đeo chéo thì mình có thể đeo chéo nha. Và cái túi này chỉ có 80.000 thôi. Hãy cùng xem đơn hàng khủng của bé Kim Huỳnh Thảo Duyên, 1.296.000 nha. Yeah. Đây, đầu tiên xin mời các em xem sơ lược qua đơn hàng khủng của chúng ta ngày hôm nay nha. Đó, rất là dễ thương. Và bây giờ chúng ta bắt đầu kiểm nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem là viết của bạn đó. Đây ha, là có hai cây viết súng nè mấy em. Đó, hai cây viết súng, viết xương cá. Tiếp theo thì sẽ có bút gương này nha mấy em, 1, 2, 3, 4, 5 cây bút gương. Rồi đến là bút quyển sổ nè, 1 sổ trắng, 2 sổ xanh,
Rồi hai sổ đen, một sổ đỏ, như vậy là tổng là 6 quyển sổ ha. Rồi bên đây bạn còn có mua là hai chai hương nữa nha. Mỗi chai là 5.000. Rồi đến là kim tuyến giấy cũng là 5.000, bịch hồ 10.000 ha. Tuyết Mỹ là 8.000, keo sữa là 10.000 nè. Rồi đến là hũ slam mây đó, 30.000 đồng được tặng kèm theo tuyết và charm ha. Một cái đồ chuốt bút chì nè, đó 7.000 đồng. Tiếp theo đó bên đây là đồ BTS nha, là có cái thước nữa nè mấy em. Wow, ở đây là chơi các loại luôn á. Thước BTS là 8.000 ha. Thẻ hình BTS là 15.000 nè. Rồi đến là cái bịt mắt BTS 25.000. Bịt mắt nước BTS là 32.000. Sau đó thì đến là cái túi hologram BTS 70.000. Một cái nón tai thỏ là hình bé gấu trúc là 130. Rồi mình quay xuống dưới đây là tới gian hàng bánh kẹo. Bánh kẹo là có kẹo ha, mơ 2.500 một viên. Sau đó thì còn có là bánh mochi 8.000 một cái nữa nè. Combo kẹo nha, 1, 2, 3, 4, 5. 5 combo kẹo luôn đó mấy em. Mỗi combo kẹo là 20.000. Wow, và có cả bia đen và bia vàng, bia không cồn, uống không say, đầy đủ hương vị của bia ha. Tiếp theo thì còn có laptop cho búp bê đi học là 5.000 một cái nè. Rồi đến là phụ kiện vương miện, vòng cổ, đồ 5.000 một bịch nha. Và kẹo marshmallow nè, hai bông hoa. Rồi hai cái cốm tròn ở trên, hai cái hình tròn này nè ha, một cái tròn, hai cái bông hoa. Và ba cái dâu nha. Bốn cái màu này thì là vani, nhưng mà tất cả đều rất là ngon và mềm luôn nha. Đó, coi như là có 7 bịch kẹo marshmallow. Đây là vỉ phụ kiện 87.000. Ở trong đây có rất là nhiều đồ chơi luôn nha. Thì nè, từ là thảm chùi chân cho tới nón, cho tới là chén dĩa, cài tóc, rồi túi xách, tiền, nói chung là vân vân luôn ấy nha. 87.000 những cái phụ kiện của búp bê là có gần như đầy đủ hết luôn á. Rồi qua bên đây thì các em xem ba lô, thế giới ba lô luôn nha. 3 nè, với 8 là 7 nè, 7 với 4 là 11 cái ba lô. Đó, có Hello Kitty màu nâu, rồi cái này, rồi màu hồng, rồi cái này, cái này, rồi cái này, rồi cái Hello Kitty màu hồng này nữa, rồi đến cái này, cái này và cái này. Wow, tiếp theo thì còn có là vỉ giày nha. Ôi, cái này hình như nó bị lỗi rồi nè nha, để chị đổi cho cái khác nè, nó may không có dính vô nè. Và trong thời gian đi đổi thì chị sẽ kiểm tiếp ha. Đây là vỉ giày 16.000. Rồi đến là bạn có mua là súng bắn keo ha. Rồi đến là keo nến nè, 2, 4, 6, 8, 10 cái keo nến nha, mỗi cây 2.000. Súng bắn keo này thì là 65 nha. Tủ này thì là 72 nè, có tủ treo đồ nè, bàn trang điểm và những cái hộp kéo để mình đựng những cái phụ kiện nhỏ đó. Tiếp theo thì các em xem, đây ha, là búp bê. Búp bê cô dâu. Đó, búp bê cô dâu rất là xinh đẹp luôn nè. Đó, phần váy nè ha, rất là đẹp luôn nha, tại vì bỏ trong bọc á chứ bỏ ra là nó còn đẹp hơn nữa. 47.000 đồng. Có cái lúp nữa nè, rất là lấp lánh luôn, 47.000. Tiếp theo thì là hai bé khớp, mỗi bé là 24.000, các em xem nè. Đó, bé này là cặp mắt màu galaxy luôn. Tóc thắt bính hai bên là mẫu bé khớp mới của chị đó. Cũng chỉ có 25.000 thôi nha. Tóc vàng tím nè, cặp mắt galaxy rất là đẹp luôn. Rồi bên đây thì là bé tóc nâu. Đây, tóc nâu hồng rất là dài nha, 24.000. Và đây chị đã đổi lại cái túi Hello Kitty cho em rồi nè nha, không có bị lỗi nữa. Ok. Rồi, và bên kia là bộ bếp nhôm. Bộ bếp nhôm để nấu những món ăn mini cực kỳ hấp dẫn luôn. Như vậy là chúng ta đã quay xong phần cơ bản của kia, coi như là tổng thể luôn rồi đó ha, là của cái đơn hàng khủng ngày hôm nay. Chị xin cảm ơn các em rất là nhiều. Đó, rất là nhiều luôn. Còn đây là cái bạn nón 130.000 này nha, bàn tay nè, rất là dễ thương luôn, gấu panda đó mấy em. Tinh 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 tinh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Và các em muốn đặt hàng thì hãy nhớ xin phép ba mẹ gọi 0937899707 nha. Cảm ơn các em đã ủng hộ shop. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại ở video sau.